cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục biết phụ kính mời quý vị theo dõi nhận định và phân tích thời sự Việt Nam với Nam Anh kính thưa quý vị đến với bản tin nhận định và phân tích thời sự Việt Nam tối nay Nam Anh kính mời quý vị theo dõi trích đoạn bài soạn của nhà báo Phạm Trần với đề tài quay lưng bỏ đảng Đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam đã nhận ra nhóm chữ diễn biến hòa bình do họ chế ra không chỉ giới hạn trong các thế lực thù địch từ bên ngoài, mà còn nằm ngay trong lòng chế độ với số không nhỏ cán bộ, đảng viên muốn từ bỏ chủ nghĩa cộng sản và đòi chấp dứt quyền lãnh đạo độc tôn của đảng. Tình trạng này được bốn cơ quan bảo vệ tư tưởng đảng gồm Hội đồng Lý luận Trung ương, Ban tuyên giáo ban dân vật và cục chính trị bộ quốc phòng gọi chung là tự diễn biến và tự chuyển hóa trong hàng ngũ đảng và quân đội đáng chú ý là nhiều đảng viên đương chức hay nghỉ hưu cũng đã nhạc đảng xa đoạn như nhiều đoàn viên của tổ chức đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh thành phần nam nữ trẻ được coi là hạt giống đỏ thừa kế của đảng do đó điều lo lớn nhất của đảng cầm quyền Cộng sản Việt Nam trước thềm Đại hội đảng thứ 13 dự trù vào tháng Giêng 2021 là không ít cấp lãnh đạo chủ chốt đã công khai bài đảng chủ trương xây dựng đất nước của đảng tiếp tục dựa trên nền tảng chủ nghĩa phá sản Bắc Lenin và tư tưởng Cộng sản ngoại lai của Hồ Chí Minh. Vì vậy, Tổng bí thư Chủ tịch Nhà nước Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần buộc cán bộ lãnh đạo, nhất là thành phần được gọi là chủ chốt hay cấp chiến lược, phải tuyệt đối trung thành với đảng và cương trì bảo vệ chủ nghĩa Bắc Lê Ninh và tư tưởng Cộng sản Hồ Chí Minh như đã quy định trong cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội bổ sung phát triển vào năm 2011. Bằng chứng, sự lúng túng, dao động của Đảng Cộng sản Việt Nam đã phản ảnh rõ nét trên tạp chí Quốc phòng Toàn dân ngày 17 tháng 7 năm 2019. Bài viết có tựa đề Góp phần đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên internet mạng xã hội, đã hù dọa rằng mục tiêu xuyên suốt không thay đổi của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đối với Việt Nam là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa để thực hiện mục đích chúng triệt để lợi dụng môi trường internet và mạng xã hội để làm nhiễu loạn thông tin đưa tin thật tin giả lẫn lộn hòng làm suy giảm niềm tin của cán bộ đảng viên và nhân dân nhất là lớp trẻ vào sự lãnh đạo của đảng quản lý của nhà nước điều hành của chính phủ trong dẫn dắt đất nước ta phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Như thế, thì lực lượng 10.000 lính của lực lượng 47 hay còn được gọi là trung đoàn 47 của Tổng cục Chính trị Quân đội có nhiệm vụ đấu tranh trên không gian mạng đã phất cờ trắng đầu hàng rồi sao? Đội ngũ này, theo lệnh đảng và chỉ thị 47 của Tổng cục Chính trị ngày 1 tháng Giêng 2016, còn có bổn phận đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc của các đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách và luật pháp nhà nước Việt Nam. Hoạt động của đội quân 47 được thi hành song song với một lực lượng công an mạng của Bộ Công an nhằm kiểm soát các hoạt động trên mạng lưới internet theo quy định của luật an ninh mạng. Luật này được ban hành năm 2018 nhằm kiểm soát tư tưởng người dân và kiểm soát thông tin ở Việt Nam. Để chống lại các thế lực thù địch, bài viết của Đại tá Tiến sĩ Đỗ Duy Ánh, Văn phòng Tổng cục Chính trị đề ra một số nhiệm vụ như cần quan tâm lãnh đạo kiện toàn, xây dựng phát triển, lực lượng đấu tranh theo hướng, tạo thế liên hoàn, vững chắc, có bộ phận, chủ lực, nồng cốt, chuyên sâu, tập hợp lực lượng rộng rãi, quản lý chặt chẽ tình hình chính trị nội bộ, nắm giữ, báo, xử lý kịp thời những vấn đề tư tưởng nảy sinh. Trong tổ chức thực hiện, cần duy trì tốt các chuyên trang, chuyên mục, chống diễn biến hòa bình, tự diễn biến, tự chuyển hóa ở các cơ quan, đơn vị. Các cơ quan báo chí cần phát huy vai trò nồng cốt, đấu tranh công khai, vạch trần bản chất, âm mưu, thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch, phản động, góp phần định hướng dư luận xã hội. Trong lòng, chế độ. Nhưng thế lực thù địch không chỉ từ bên ngoài mà đã sống nhỡn nhơ trong lòng chế độ từ lâu rồi. Một bài viết trên tạp chí tuyên giáo ngày 17 tháng 7 năm 2019 tiết lộ, cùng với sự chống phá của các thế lực thù địch, trong xã hội đã xuất hiện thêm những luận điệu nhằm hạ thấp phủ nhận thành quả cách mạng và sự nghiệp đổi mới đất nước của nhân dân ta, nắng dòng dư luận để thổi phồng khuyết điểm của đảng và nhà nước ta của những kẻ suy thoái, biến chất. Và rồi họ tự trả lời bằng cách khuyên nhủ chúng ta phải đi theo con đường của chủ nghĩa tư bản để được tự do, vân vân Theo Thiếu tướng Phó Tiến sĩ Nguyễn Văn Thế, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng một bộ phận phai nhạt lý tưởng cách mạng, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa đã phụ họa theo những nhận thức lệch lạc, quan điểm sai trái. Nói, viết, làm trái quan điểm, chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Chúng bôi nhọ hạ thấp và phủ nhận thành quả của cách mạng tháng 8 năm 1945 của công cuộc đổi mới. Từ đó, đòi thay đổi thể chế chính trị xã hội chủ nghĩa, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, từ bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, tìm mọi cách cản trở công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của nhà nước vẫn như cũ. Với hai bài viết tiêu biểu như trên, tưởng đâu tình hình cán bộ đảng viên mới có những chứng hư tật xấu thời gian gần đây, nào ngờ cũng chỉ là chuyện xưa như trái đất từng được đảng vạch ra từ đại hội đảng thứ 12 năm 2016. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên chưa bị đẩy lùi. Có mặt, có bộ phận, còn diễn biến tinh vi phức tạp hơn, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn nghiêm trọng tập trung vào số đảng viên có chức vụ trong bộ máy nhà nước. Hậu quả, hệ lụy có sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ, cán bộ, đảng viên là tự diễn biến, tự chuyển hóa. Nghị quyết Trung ương 4, khóa 12 của đảng chỉ rõ, nhiều tổ chức đảng, đảng viên còn hạn chế trong nhận thức, lơ là, mất cảnh giác, lúng túng trong nhận diệt và đấu tranh, ngăn chặn tự diễn biến, tự chuyển hóa, việc đấu tranh phản bác luận điệu sai trái xuyên tạc của các thế lực thù địch, tổ chức phản động, phần tử cơ hội, bất mãn chính trị còn bị động, thiếu sắc bén và hiệu quả chưa cao. Trong khi đó, sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới tự diễn biến, tự chuyển hóa chỉ là một bước ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy hiểm khôn lường có thể dẫn tới tiếp tay hoặc cấu kết với các thế lực xấu, thù địch, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của đảng và dân tộc. Như vậy là những khuyến tật kinh niên của Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn còn và tình trạng suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên đã hết thuốc chữa. Trước tình hình nhiễu nhương như thế, nhất là khi tình trạng kẻ ăn không hết, người lặng không ra, vẫn lan tràn trong đảng và xã hội, thì làm sao mà những đảng viên thấp cổ bé miệng và dân nghèo không quay lưng bỏ đảng? Họ ở lại để làm gì? Cho ai? Và vì ai? Kính thưa quý vị, vừa rồi là trích đoạn bài nhận định và phân tích thời sự Việt Nam quay lưng bỏ đảng do nhà báo Phạm Trần biên soạn. Nam Anh xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Kính chúc quý vị, bản tin Hoa Thành Đốn tối nay đến đây là chấm dứt. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến, xin email về washingtondc sbtn tv. Bích Phương kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Kính chúc quý vị có một buổi tối an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình.